Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi. Và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục. Và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Vâng, như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội ra bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Willock. Đã có một pha phạm lỗi. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Chuyền bóng của chồng. Bóng đã trúng sang hàng. Các cầu thủ đang tỏ ra rất kinh nghiệm. Cơ hội để phản công. Đường chuyền sang cánh. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Một tình huống tuyệt vời. Raheem Sterling mất bóng rồi. Họ cần phải thi đấu cầm điểm và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Chuyền vào. Phòng ngự rất chắc chắn. Ruben Dias. Fernandinho. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Như vậy là cầu thủ này đã rơi vào tư thế việt vị. Riyad Mahrez. Chuyển vào trong. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cú sút rất mạnh nhưng chưa có bàn thắng. Rất đáng tiếc, một nỗ lực có thể nói là rất đáng khen ngợi. Không được. Sao vậy? Pha đi bóng rất quyết tâm. Rất tốt. João Cancelo. Gundogan. João Cancelo. João Cancelo. Anh sẽ làm gì
gì đây? Đường truyền không tốt. Rồi tấn công. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Rất tốt. Fernandinho. Quân đấu án. Quân đấu án. João Cancelo rất nỗ lực, không được. Sao vậy? Gundogan. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Zinchenko. Đường chập khe. Một quả ném biên. Cơ hội tấn công. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Kevin De Bruyne. Phản phá rất quyết liệt. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Như vậy là lưới đã rung lên. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Chuyền bóng tốt. Nỗ lực chuyền bóng không thành công. Dứt điểm đi. Không được. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Giữ bóng rất tốt. Sẽ có một quả ném biên. Một đường chuyền dài. Quân đấu án. Pha phản công. Đường chuyền sang cánh. Một pha treo bóng. Cú sút điểm không thật sự tốt. Có lẽ tâm lý đang khiến cầu thủ này đánh mất đi sự tinh tế của mình. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Sao vậy?
quyết đoán. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Chuyển vào trong. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Sao vậy? Zinchenko rất bình tĩnh. Zinchenko. João Cancelo. Ruben Dias. Fernandinho. Chiều bóng khá hay. Cơ hội để phản công. Rất nóng nhiệt. Chuyền bóng tốt. Dứt điểm. Với những con người như thế này vận hành trong lối chơi tấn công vô cùng hợp lý, bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Một tình huống màng thủ đã chơi không thật sự tốt và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Như vậy là hai đội sẽ phải làm lại từ đầu. Trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Một cú sút không được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Sẽ có một tình huống ném biên. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Họ cần phải thi đấu ngập tiếng và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. João Cancelo rất nỗ lực. Có thể đột phá. Là không đủ hiểm ốc. Thiếu chút nữa thì hàng phòng ngự phải trả giá đắt khi cầu thủ này có được khoảng trống và tung ra cú dứt điểm rất nguy hiểm. Họ cần phải đề cao đội hình hơn nữa ở những phút còn lại để mong có thể kiếm được bàn thắng. Phối hợp khá đơn giản.
rất nỗ lực. Không được. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.